Xin chào mọi người. Và để các mẹ sau sinh chúng ta có nên uống nước lá chè vàng, tác dụng, ưu nhược điểm và thực sự là nó có lợi sữa như những cái lời đồn đoán này không? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nước lá chè vàng đối với sức khỏe của các mẹ sau sinh. Bản thân mình nghe rất là nhiều người khen chè vàng như là một thần dược đối với các mẹ sau sinh, các mẹ cho con bú. Vì chúng ta uống cao chè vàng hay là uống nước lá chè vàng sẽ nhiều sữa, hỗ trợ giảm cân sau sinh rất là tốt. Và khi mình tìm hiểu thì thấy rất là nhiều những cái công dụng, những lợi ích chứng tỏ là mẹ sau sinh chúng ta nên uống cái thức uống lá chè vàng này. Cụ thể, tác dụng đầu tiên và quan trọng nhất của chè vàng đó chính là gọi sữa về một cách nhanh chóng. Sau là nó sẽ có tác dụng trong việc là kháng viêm, hỗ trợ phục hồi vết thương sau sinh. Đặc biệt là các mẹ sau sinh chúng ta thường là có vết khâu. Với các mẹ sinh mổ là vết khâu này, còn với các mẹ sinh thường chúng ta cũng có vết khâu ở tầng sinh môn. Nên việc sử dụng nước lá chè vàng nó cũng hỗ trợ cái việc chúng ta nhanh hồi phục cái vết khâu, vết thương này. Và mẹ sinh mổ sinh thường thì đều có thể sử dụng được. Trong lá chè vàng có chứa những cái hợp chất giúp ngăn ngừa, hạn chế viêm nhiễm này, phục hồi nhanh chóng vết thương, phòng chống nhiễm khuẩn. Đặc biệt là nó có thể kích thích cái hoạt động co bóp tử cung, đẩy sản dịch nhanh ra ngoài, từ đó giúp ngắn cái thời gian hậu sản và phòng tránh những cái bệnh hậu sản nguy hiểm. Thêm nữa, chè vàng nó có tác dụng trong việc là điều hòa kinh nguyệt, giảm cân này, tiêu mỡ. Một lợi ích nổi trội nữa đó chính là tạo cho các mẹ chúng ta cảm giác này ăn ngon, ngủ sâu giấc hơn cho mẹ sau sinh. Vì những cái lợi ích tốt như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được chè vàng ngay sau khi sinh, dạng cao hay là dạng lá đun hãm nước uống. Bản thân mình cũng khi mà nhận thấy những lợi ích này thì cũng ham và chúng thử sử dụng sau khi mà sinh ấy. Nhưng bản thân mình là cần phải hạn chế và dừng lại ngay sau một vài ngày mà mình uống cái loại nước này. Không phải là vì nó không tốt như những cái lời quảng cáo, lời đồn, mà bản thân mình cũng vốn là có sữa cho con và nhiều sữa cho con rồi. Sức khỏe sau sinh thì cũng tốt và được cho cao lá chè vàng nên mình cũng thử thôi. Uống được 2-3 cốc ngày đầu tiên thì mình cảm thấy là rất là buồn ngủ, thèm ngủ và cảm giác là ngủ ngon ấy, ăn ngon ngủ ngon ấy, buồn ngủ, rồi đó sinh ra việc là chúng ta thèm ngủ này và ngủ li bì. Và đấy chính là một trong những cái tác dụng tốt của cái cao chè vàng, lá chè vàng này, giúp ăn ngon ngủ ngon, giúp mẹ chúng ta hồi phục ngủ nhiều để hồi phục sức khỏe ấy. Thì nó cũng là một điểm tốt thôi. Không chỉ mình thì cảm thấy nhiều chị em khác cũng cảm thấy là buồn ngủ. Như vậy thì mình thấy là tinh thần thì nó sẽ không được tỉnh táo và chúng ta sẽ không làm được nhiều việc khác ấy. Cho nhiều việc hàng ngày thì buồn ngủ thì ngủ nhiều hơn, cho nên mình đã dừng uống bởi vì cái tác dụng mà nó khiến mình cảm thấy buồn ngủ quá. Và đây cũng là lời khuyên cho các mẹ chúng ta nhé, dù là tốt nhưng chúng ta cũng đừng cố ép bản thân mình là phải bắt buộc phải sử dụng. Mặc dù có những cái tác dụng tốt nhưng nó không phải là duy nhất, nó không phải là cái thần dược duy nhất, quan trọng nhất cho các mẹ sau sinh chúng ta. Để chúng ta có nhiều sữa để hồi phục tốt thì cũng có rất là nhiều cái cách khác, cái nguyên nhân khác tạo nên ấy. Các mẹ chúng ta cần ăn uống ngủ nghỉ hợp lý này, rồi chế độ dinh dưỡng hợp lý, tâm lý thoải mái, và chúng ta cũng ngủ nghỉ ở cái mức độ vừa phải hợp lý thôi. Việc chúng ta sử dụng lá chè vàng nó sẽ hỗ trợ tốt cho các mẹ, nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người nữa, thể trạng, nên chúng ta không quá lạm dụng. Uống được thì uống mà không uống được thì không sao cả. Nếu mà chúng ta dùng quá nhiều này và cái thời lượng dùng nó kéo dài thì còn có thể gây những cái tác dụng phụ, phản tác dụng. Mẹ chúng ta muốn sử dụng lá chè vàng thì cần có cái liệu trình, cái thời lượng này, lượng dùng, thời gian theo nó cụ thể và hợp lý nhé. 20g đến 30g lá khô đun với 1 lít nước mỗi ngày. Với cao chè vàng ấy thì là 1g trên một ngày. Chúng ta không dùng thay thế cho nước lọc, nước sôi mà chúng ta uống hàng ngày nhé. Mẹ chúng ta vẫn phải tích cực uống thêm nhiều nước lọc, nước ấm này, rồi nước các món canh khác khi mà chúng ta ăn trong bữa ăn này. Rồi khi mà mẹ chúng ta thấy cái lượng sữa của mình khá là ổn định rồi, nhiều rồi ấy, thì chúng ta nên dừng lại.
Thi thoảng các mẹ chúng ta có thể bổ sung 1 đến 2 cốc khoảng 200 ml thôi. Chúng ta không lạm dụng. Tóm lại, tác dụng của chè vàng với mẹ sau sinh thì không phải là chúng ta không phải bàn cãi rồi, nó cũng khá là tốt, lại giữa phục hồi sức khỏe, thoải mái về tinh thần ấy, giảm những stress căng thẳng, tránh trầm cảm sau sinh, rồi giảm cân cho mẹ nữa. Nhưng nó còn tùy thuộc vào vấn đề cơ địa cũng như là lượng dùng. Các chị em chúng ta có nhu cầu ấy thì chúng ta cứ linh hoạt thời gian để chúng ta sử dụng thôi. Ví dụ như là mình cảm thấy không hợp, buồn ngủ quá mà nó không hợp thì mình có thể dừng lại. Còn đặc biệt là các mẹ bầu nhé, các bà bầu chúng ta thì cần phải tránh là kiêng nước lá chè vàng. Còn bạn đẻ chúng ta thì khuyến khích thích hợp. Vậy thôi, hy vọng mọi người chúng ta sẽ thấy hữu ích với những chia sẻ này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.